Mỹ sẽ bàn giao cho Việt Nam tàu tuần tra trên 3.200 tấn lớp Hamilton thứ 3 vừa loại biên. Ngày 24 tháng 4 năm 2021, buổi lễ loại biên chiếc Douglas Munro WSEC-724, tàu tuần tra lớp Hamilton cuối cùng của tuần duyên Mỹ đã diễn ra tại căn cứ tuần duyên ở Kodiak, bang Alaska. Tham dự buổi lễ có tư lệnh lực lượng tuần duyên Mỹ, Đô đốc Carl Short cùng các sĩ quan, thủy thủ tàu Douglas Munro. Để phòng tránh dịch bệnh, buổi lễ không tập trung nhiều người và tổ chức tại khu vực nhà để máy bay ở căn cứ Kodiak. Buổi lễ còn được tường thuật trực tiếp qua trang Facebook của lực lượng tuần duyên khu vực Thái Bình Dương của Mỹ. Thông cáo báo chí của tuần duyên Mỹ cùng ngày cho biết, Douglas Munro là chiếc thứ 10 trong số 12 chiếc tàu tuần tra lớp Hamilton của tuần duyên Mỹ, khởi đóng vào cuối những năm 1960. Tàu Douglas Munro biên chế vào tuần duyên Mỹ ngày 27 tháng 9 năm 1971, đến nay đã hoạt động được 49 năm. Đây cũng là chiếc tàu lớp Hamilton cuối cùng còn hoạt động trong lực lượng tuần duyên Mỹ. 11 chiếc trước đó đã chuyển giao cho nước ngoài sử dụng tiếp sau khi loại biên. Tàu Douglas Munro đã tham gia các hoạt động tuần tra dài ngày, chống buôn lậu ma túy, buôn người, đánh bắt cá bất hợp pháp. Tàu từng hoạt động ở Vịnh Ba Tư, Mũi Châu Phi, Đông Nam Á, Đông Thái Bình Dương và nay chủ yếu là khu vực biển Bering và Vịnh Alaska. Ngày 13 tháng 3 vừa qua, con tàu đã hoàn tất chuyến tuần tra cuối cùng kéo dài 49 ngày trên khu vực biển Bering trước khi chính thức ngưng hoạt động trong lực lượng tuần duyên Mỹ. Hầu hết các tàu tuần tra lớp Hamilton sau khi loại biên được bán hoặc tặng cho các nước đối tác và thân hữu của Mỹ. Đa số các nước nhận tàu Hamilton đều đưa vào lực lượng hải quân, trừ Việt Nam biên chế vào lực lượng cảnh sát biển. Trong thông cáo báo chí ngày 8 tháng 4 năm 2021, hãng chế tạo động cơ Fairbanks Morse, bang Wisconsin của Mỹ, cho hay hãng tự hào đã cung cấp động cơ diesel 2 tổ máy cho tàu Douglas Munro, cũng như nhiều tàu khác của tuần duyên và hải quân Mỹ. Hãng cũng cho biết dự kiến tàu Douglas Munro sẽ chuyển giao cho cảnh sát biển Việt Nam vào cuối năm nay. Thời gian qua, các tàu tuần tra lớp Hamilton sau khi loại biên đều được chuyển giao cho các nước khác, chủ yếu sử dụng trong hải quân. Việt Nam được chuyển giao gần đây nhất gồm 2 chiếc, đều biên chế vào lực lượng cảnh sát biển là chiếc CSB-8020, chiếc Morgantown trước đây và CSB-8021, chiếc John Midget trước đây, hiện đang ở Seattle, bang Washington chờ ngày chính thức bàn giao. Trước đó có các thông tin cho hay Việt Nam từng đề nghị phía Mỹ chuyển giao 3 tàu tuần tra lớp Hamilton sau khi loại biên. Blogger Chuck Harrell chuyên viết về hoạt động của tuần duyên Mỹ trong bài viết đăng ngày 6 tháng 3 năm 2021, thông tin rằng tàu Douglas Munro sẽ chuyển giao cho cảnh sát biển Việt Nam bên cạnh chiếc Morgantown CSB-8020 và John Midget CSB-8021. Hamilton là lớp tàu tuần tra lớn nhất của tuần duyên Mỹ vào những năm 1960. Lớp tàu này dài 115m, ngang rộng nhất 13m, mớ nước 4,6m, lượng choán nước là 3.250 tấn, tầm hoạt động là 22.530 km. Tàu vũ trang một pháo Otto Breda 76mm, hệ thống pháo cận chiến bắn nhanh Phalanx 6 nòng 25mm, tốc độ bắn hơn 2.000 phát một phút. Hai pháo tự động 25mm Bushmaster. Tàu có hai động cơ diesel và hai động cơ tuabin khí. Tốc độ tối đa 29 knot, tương đương với 53,7 km/h. Tàu có thể mang theo 24 sĩ quan và 160 thủy thủ, hoạt động liên tục 45 ngày trên biển. Tàu còn có nhà chứa trực thăng dạng mái vòm có thể kéo ra thu vào. Tàu có chức năng tuần tra lãnh hải, cứu hộ cứu nạn, khảo sát đại dương và có thể hoạt động ở mọi vùng biển trên thế giới, chịu được sóng to, gió lớn, nên còn có tên là tàu tuần tra cỡ lớn có độ bền cao. Sau hơn 40 năm phục vụ, hầu hết các tàu lớp Hamilton đã được loại biên và chuyển giao cho các nước đối tác của Mỹ. Thay thế tàu lớp Hamilton là các tàu lớp Legion hiện đại hơn và lớn hơn. Dài 127m, ngang rộng 16m. Lượng choán nước là 4.600 tấn, tầm hoạt động là 22.000 km, tốc độ tối đa là 52 km/h. Đến nay, thì các nước đã nhận tàu tuần tra lớp Hamilton gồm Bangladesh 2 chiếc, Bahrain 1 chiếc, Nigeria 2 chiếc, Philippines 3 chiếc, Sri Lanka 1 chiếc và Việt Nam 2 chiếc. Khi chuyển giao cho nước ngoài, các tàu Hamilton đều được tháo gỡ các vũ khí và thiết bị điện tử nhạy cảm như radar phòng không, pháo tự động Bushmaster, pháo cận chiến Phalanx, chỉ để lại pháo chính là 76mm.